Ok nhé mọi người nhé. Đây thì tiếp tục quay trở lại với channel của siêu anh. Hôm nay siêu anh sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn mình cái cách bấm cành cây sầu riêng mọi người nhé. Thứ nhất là bấm cành cây sầu riêng, và thứ hai siêu anh sẽ chỉ cho các bạn mình về cái nhân dạng các cái thân cành, thế nào là cành cành đực và thế nào là cành cái mọi người nhé. Thì mọi người hãy xem hết video của siêu anh thì mọi người sẽ biết cho mọi người nhé. Và nhớ ủng hộ video của siêu anh và chia sẻ cho siêu anh nhé mọi người nhé. Thì trong suốt thời gian qua thì siêu anh rất là cảm ơn các anh chị em và cũng như các anh chị trên YouTuber luôn đồng hành và luôn theo dõi của video cũng như là clip của siêu anh nhé mọi người nhé. Thì tiếp tục quay trở lại channel của siêu anh thì siêu anh thể thật sự mà nói rất là khá là lâu rồi đó. Siêu anh chưa làm lại clip mọi người nhé. Thì hôm nay siêu anh đây sẽ quay cho các bạn mình cũng như là chia sẻ cho các bạn mình cách cây sầu riêng thế nào để mà bấm cành nhé. Thì tiếp tục mình sau khi mình muốn cắt cành tỉa cành rồi cắt cánh tay ấy, thì mọi người là thứ nhất là gì, đó là mình nhận dạng nhé. Đó là gì, nhận dạng cái thân lá này á, đặc biệt là thân lá của nó thì nó già đi mọi người nhé. Đấy thì mọi người, cái lá của nó già không đi đọt được chưa, thì nó ngưng đi đọt rồi ấy. Thì các bạn hãy cắt tỉa cành, cắt tỉa cành mọi người nhé. Bởi vì mình sẽ nhận dạng cái lá này già rồi mọi người nhé. Thì mình tiếp tục bấm cành nhé. Mình sẽ tỉa bớt hết cái thân cành ở dưới mọi người nhé. Mình sẽ cắt nó nha. Đấy. Đây mọi người. Đấy rồi. Và thứ hai là mình sẽ cắt đây này. Đấy. Thì cho nó thông thoáng được mọi người nhé. Và thứ hai này các bạn nhé, siêu anh sẽ chỉ cho các bạn mình thế nào là cành đực với mọi người nhé. Đấy, tiên siêu anh sẽ chỉ cho các bạn mình nhé. Mình cắt các bạn nhé, mình chừa ra từ cái thân này, từ cái thân chính này ra tới đây tầm 30 đến 40 cm cho mọi người nhé. Mình không nên cắt quá sâu quá mọi người nhé. Mình chỉ cần cắt tầm 30 này, 30 cho đến 30 đến 40 thôi mọi người nhé. Đấy, như vậy thôi. Đấy. Rồi. Và thứ hai nhé, mình phân biệt này, thế nào là cành đực này, thế nào là cành cái nhé mọi người nhé. Đây là siêu anh sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn mình này, thế nào là cành đực này. Đấy. Các bạn mình nhìn kỹ nha. Rất là đơn giản thôi mọi người nhé. Mình dễ quan sát rồi này, như cái đây này, như cái thân đây này, đấy, đây là cái thân cái mọi người nhé, mọi người nhìn kỹ này, như thế này là cái thân cái này, còn những cái cành như thế này này, cành đực này, đó, nó lõm này, đó, nhìn ở dưới nó lõm này, đó. Nhìn kỹ đây, thứ nhất là lõm và thứ hai là cái cành nó không lớn được mọi người nhé, nhỏ lắm mọi người đấy, cho nên là sau này nó cũng có trái nhưng mà nó cũng sẽ chết rồi mọi người nhé, cho nên mình cắt luôn này, bấm luôn nhé mọi người nhé, đấy. Bấm luôn này đấy. Đây này, bấm luôn nha.
Đây là những cái cành được 13 mét luôn. Đấy, không cần đâu. Cần những cái cành lớn thôi. Như đây này, đó. Sau này nó sẽ giữ được trái này. Tốt này. Đấy. Cái này này, bấm này. Bấm này. Đó, cái này là cành đực này. Đây là cành đực mọi người nhá. Đó, cắt luôn. Đấy, cành đực ấy. Đó, cái này là cành đực luôn mọi người nhá. Đây này. Nhìn này, nhìn kỹ này. Đó, nó lõm lõm này. Đó, nhỏ. Cành đực rất là nhỏ mọi người nhá. Rất là dễ phát triển đây. Đó, đây chính là cành đực nha. Bấm hết, tiền hết luôn. Đấy, bấm hết. Cái nào cành lớn nuôi lại thế thôi nha mọi người nhé. Rất là đơn giản. Đây, đấy. Bụp, đấy, tên nó đi luôn. Đấy, đây luôn này. Cái cây đây thì cũng gần 2 năm luôn mọi người nhé. Tháng 7 này đúng 2 năm luôn đó. Cũng bằng cây cũng được hơn 5 tay rồi đấy. Đấy, xong rồi mình cắt đi. Mình cứ tiến dự vựa, tiến dần dần thôi mọi người nhé. Đấy. Cho nó làm sao đó. Thì mục đích của nó là mình để cho nó nuôi này, nuôi mấy cái cành chín này, đấy, nuôi mấy cái cành chín, mấy cái cành lớn, cành hay còn gọi là cành cái đây, đó, sau này nó sẽ phát triển mạnh này, thứ nhất là phát triển mạnh này. Và nó sẽ nuôi thân còn nuôi cành nó sẽ nhân lớn này, và thứ hai thì nó sẽ sau này nó có quả thì nó sẽ thân nó sẽ to hơn thì nó mới giữ được cái quả mọi người nhé, đấy. Đấy, cắt nó thông thoáng luôn này. Đến hết luôn. Đấy, cành nào mà để lại thì cành cái thì mình để lại, còn lại cái cành đực thì mình tiến luôn. Đấy. Bây giờ thì mình đi tiến trên dần thôi nhá. Đấy. Đấy. Cành nào mà cành đực là mình tiến hết luôn nha. Đấy. Mình nuôi với cái cành chín thôi để tập trung dinh dưỡng cho nó khỏe mạnh, thứ nhất là nó khỏe mạnh nó mới lớn được nha. Đấy. Đấy, nhìn thoáng nha. Đấy, thoáng ngay nha. Thôi chắc chưa anh cũng dừng lại clip tới đây nhé mọi người nhé. Thì mọi người thấy video này hay thì hữu ích thì mọi người hãy cho Siêu Anh một like, một chia sẻ nhé. Video này thì mang tính chất thì tham khảo thôi nhé. Cái nào được thì các anh chị mình học hỏi, còn cái nào mình chưa cùng nhau góp ý với mọi người nhé. Thì nói chung là cùng video này thì nói chung là cùng chia sẻ cho mọi người nhé. Thì Siêu Anh sẽ dừng lại clip ở đây. Mọi người thấy hay thì hãy cho Siêu Anh một like, một chia sẻ nhé mọi người nhé. Bye cả nhà nhé. Hẹn lại cả nhà mình video tiếp theo của chị anh nhé mọi người nhé. Bye bye.